Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bột bán nhân đậu xanh nha. Và mình có kết hợp với khoai môn sợi nữa. Bánh bột bán rất là thơm, có độ dẻo dai mềm, ăn cùng với nước cốt dừa nó béo béo nữa, giòn giòn, dai dai, ăn ngon lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây đậu xanh khoảng 100 g. Các bạn ngâm nước vài tiếng cho nở, rồi cái mình hấp lên nửa tiếng cho nó chín. Hoặc là mình ngâm mềm xong rồi cho nước vào nấu, miễn sao cho nó chín là được. Tiếp theo mình có củ khoai môn nha, khoai môn cao cho nó thơm. Thì cái củ này mình không có xài hết đâu. Các bạn bào sợi ra mình lấy khoảng chừng 100 g, là mình lường khoảng chừng chén ăn cơm khoai môn là nó vừa nha. Bào xong rồi để đây. Chuẩn bị tiếp là 200 g bột bán, là mình lường khoảng một chén ăn cơm vậy, bán khô. Mình có bên đây 2 muỗng canh bột năng để tăng thêm độ dai, nửa chén đường, chút muối. Bột bán thì các bạn sẽ cho vào trong chảo nè. Mình thấy cái cách này rất là nhanh luôn á. Cứ một chén bột bán thì mình lường vô một chén đầy nước và bắt lên trên bếp nấu à. Các bạn khuấy với lửa trung bình, mình khuấy chút xíu cho bột bán nó sệt lại. Rất là nhanh luôn, mình khuấy khoảng 7 phút thôi là bột bán bắt đầu nó đặc lại à. Nước nó nóng lên á thì nó nở ra. Hơi sệt sệt rồi nè. Nếu mà bột bán của các bạn có hơi khô quá thì mình có thể cho thêm chút nước nữa. Và mình thấy nó quyện lại vậy là được ha, và bột bán nó nở ra vậy nè. Phần nửa trong và phần nửa đục là được. Tiếp theo thì mình cho vào đây 2 muỗng canh đường đi. Thêm chút xíu muối. Còn nếu mà các bạn không có thích cái vị ngọt ở trong bột bán thì khỏi cần cho đường luôn. 2 muỗng canh bột năng. Bột năng thì mình cho vô nó tạo cái độ kết dính. Cuối cùng là khoai môn nè. Khoai môn các bạn sẽ cho vô rồi cái mình bóp đều ra, cho nó đều với phần bột. Thì khoai môn này chút nữa mình hấp lên nó thơm lắm. Bóp sao mà cho nó quyện thành khói vậy nè, nó sẽ hơi dính tay chút ha. Các bạn sẽ quét cho nó gọn lại. Bột bán mà để chữa dính thì mình dùng nước. Bây giờ cái phần đậu xanh mình sẽ đi làm nhân ha. Cho hết vô chảo. Cho vào đây 3 muỗng canh đường. Dặn chút muối. Trộn sơ qua, rồi các bạn bắt lên trên bếp mình làm nhân. Đậu xanh á, mà mình hấp chín cho nó hơi khô vậy nè thì các bạn xào nhân nó nhanh lắm. Còn nếu mà mình lỡ nấu mà nó hơi nhão chút á thì cứ xào vậy nè để cho nó khô lại là được. Cho nó quyện thành khói và nó dẻo vậy là được nè. Cũng đừng có cho khô quá, chút ra bánh nó cũng không ngon ha. Rồi mình tắt bếp. Chuẩn bị lá chuối để mình lót ở dưới bánh. Còn các bạn không có lá chuối thì mình thoa dầu vô trong cái sửng hoặc là cái dĩa gì đó, rồi cái mình để bánh lên. Còn không nữa thì mình dùng cái giấy nướng, giấy nướng chống dính thì bánh nó sẽ không có bị dính. Nhân nguội bớt thì mình sẽ đi vo nhân. Mình vo mỗi viên nhân khoảng nửa muỗng canh là nó vừa. Cái bánh bột bán các bạn đừng có làm nhân lớn quá. Vo tròn rồi để đây. Rồi bây giờ mình sẽ thấm nước vào trong tay nha. Nước giúp cho chống dính bột bán nè. Và nước cũng giúp cho phần bột bán của mình nó mềm hơn. Khi hấp lên nó không có bị cứng nha. Mình dàn mỏng ra. Nó không có bị rớt ra đâu. Nó có cái độ kết dính và nó dẻo à. Túm đều tròn bao phủ. Thì mỗi một cái viên bột bán nó sẽ gấp đôi hoặc là gấp 3 viên nhân. Vo tròn rồi lót lên miếng lá. Cũng không có cần phải thoa dầu luôn, không có dính đâu các bạn, chút nữa mình hấp chín tróc ra. Đối với bột nếp thì phải thoa dầu, còn bột năng và bột gạo thì hấp chín nó bung ra ên. Rồi, lần lượt mình sẽ làm cho đến hết cái phần bột và phần nhân nha. Làm xong hết rồi thì chuẩn bị nồi nước hấp, các bạn sẽ chắc vô trong cái xửng đem đi hấp bánh. Mình làm tổng cộng được 13 cái bánh bột bán. Rồi đi hấp nha.
Nước đã sôi thì mình tính từ lúc nước sôi các bạn sẽ hấp 15 phút với lửa lớn. Trong thời gian chờ bánh chín thì mình chuẩn bị ở đây 400ml nước cốt dừa. Để mình thắng nước cốt dừa nè. Và cho vào đây 2 muỗng canh đường. Chút xíu muối. Khuấy đều lên. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh bột năng hoặc là bột gạo cũng được nha. Cho nó tan mịn rồi mình cho trở lại cái nồi nước dừa. Sẽ tạo cái độ sệt cho nước cốt. Các bạn khuấy nước cốt thì mình để lửa nhỏ vừa thôi để cho nước cốt nó chín. Chứ để lửa lớn quá là phần bột nó đặc mà nước cốt nó chưa kịp chín á. Đây mình khuấy một hồi bắt đầu nó sệt vậy nè. Vậy là dừa nha, các bạn đừng có cho nó đặc quá, khi nó nguội nó còn đặc hơn nữa đó. Rồi mình tắt bếp. Quay trở lại nồi bánh, mình hấp 15 phút với lửa lớn. Thơm cái mùi khoai môn lắm các bạn. Nhìn cái lớp bột bán nó trong trong ha. Nhìn ngon quá nè. Rồi sẽ lấy bánh ra. Bánh bột bán này thì các bạn ăn nóng hay là ăn nguội gì nó cũng ngon. Mình làm cái kiểu này nó có khoai môn nó thơm nè. Và nó có cái độ béo béo bùi bùi ở trong phần nhân nữa. Cái lớp bột mà mỏng á, thì các bạn thấy phần nhân nó ló ra ha, nhìn bắt mắt nè. Cho thêm nước cốt dừa ra. Nước cốt dừa còn ấm thì nó sẽ hơi lỏng một chút, đợi nguội nó sẽ sệt hơn. Thêm mè rang lên. Rắc một ít mè rang lên trên bánh nữa nha, cho bánh của mình nó thơm. Nhìn ngon quá rồi nè. Chỉ với 200g bột bán mà mình ra được 13 cái bánh. Kích cỡ cũng vừa nha, không quá to cũng không có quá nhỏ. Không cần thoa dầu mà miếng lá vẫn tróc và dễ dàng. Cho vào trong chén, các bạn có thể chan trực tiếp á, nước cốt dừa lên mình ăn. Ngon hấp dẫn này ha, nước cốt mình làm nó béo á, nước cốt đặc thì ra nó sẽ béo ngon. Còn các bạn làm mà nó hơi, nước cốt hơi lỏng á, nó sẽ trong hơn, nó không có đục là nó ít béo. Bột thì dai dai, bao phủ ở bên ngoài, bên trong là phần nhân đậu xanh. Vừa ngon mà vừa dễ làm. Và mình cho thêm cái khoai môn á các bạn, thì mình thấy cái lớp bột nó thơm hơn nữa. Ăn cái món này không thể thiếu chính là nước cốt dừa. Có nước cốt dừa vô thì nó mới ngon. Bây giờ thì mời các bạn cùng thử nha. Lớp bột thì dai dai nè. Và lớp khoai môn thì nó mềm mềm và thơm. Mình thấy ăn vậy cũng đậm đà. Với cách làm này thì ăn ngon mà dễ làm. Thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ những video ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.